Cuối năm 2024, kỷ nguyên mới đang hình thành trên P Network. Chào bạn, chào mừng các Pioneer đã đến với chuyên mục P Network Daily. Sau khi kết thúc sự kiện P Fest, thì mới đây P có team đã chính thức đưa ra các phát ngôn về sự kiện lần này, cũng như triển vọng của P Fest trong tương lai. Trong bối cảnh ông Trump vừa đắc cử tổng thống lần hai, cả thế giới rất phấn khích cho một mùa coin sẽ uptrend từng bước. Điều kiện môi trường thuận lợi như thế này sẽ giúp cho P coin mainnet dễ dàng hơn. Hôm nay, chúng tôi sẽ cùng các bạn phân tích thông điệp được chính Pico Team vừa nhắn gửi trong bản thông báo này. Chúng tôi xin dịch thuật từ bài viết gốc được đăng trên ứng dụng chính thức của P Network. Xin mời các Pioneer tiếp tục theo dõi ngay sau đây. Phần 1. Sự kiện được cộng đồng toàn cầu hưởng ứng mạnh mẽ. P Fest đã vượt mọi biên giới với sự tham gia được ghi nhận ở 167 quốc gia và khu vực trên thế giới. Quy mô toàn cầu của sự kiện phản ánh sự nổi tiếng của Pcoin và tiềm năng kết nối doanh nghiệp và người tiêu dùng ở cấp độ quốc tế thực sự. Pfest 2024 đã kết thúc. Thật ngạc nhiên khi thấy ứng dụng thực sự của P được các thương nhân và người mua hàng Pioneer trên khắp thế giới hưởng ứng. Hơn 23.000 người đang hoạt động, 24.000 người bán thử nghiệm đã đăng ký ứng dụng Map of P trong sự kiện này. Các bài đăng trên kênh Pfest, Fireside và trên mạng xã hội đặc biệt truyền cảm hứng. Những người tiên phong và thương gia nên tiếp tục tham gia vào các hoạt động thương mại địa phương do P hỗ trợ ngoài Pfest. Phần 2. Sự kiện Pfest kích thích thị trường. Sau những sự cố của P trên Mo, Pfest là sự kiện lớn nhất mà Pico Team triển khai cho thương mại điện tử trong suốt 2 năm qua. Thông qua chương trình này, đội ngũ phát triển dự án đang muốn kiểm tra thử mức độ hưởng ứng của cộng đồng. Mục tiêu vẫn là đưa Pcoin vào từng ngõ ngách của cuộc sống thông qua cơ chế đồng thuận. Về phía Pioneer, sự kiện này cũng giúp cho cả người mua và người bán dễ dàng tìm thấy nhau. Thông qua ứng dụng Fireside và Map of P, các cửa hàng đã có thể niêm yết sản phẩm của mình. Có thể nói, đây là mô hình marketing không đồng, tiếp cận với thị trường hiệu quả. Còn với người dùng, cũng có lợi vì họ đã tìm thấy cửa hàng chấp nhận Pcoin. Vì từ trước đến nay, tìm ra các địa điểm này luôn là một thử thách đối với các Pioneer. Nhìn chung, Pfest đã tạo ra một sân chơi giúp Pioneer kết nối với nhau rất hiệu quả. Phần 3. Pcoin tăng giá cực nóng vào cuối năm 2024. Có thể nói, năm nay là khoảng thời gian thú vị nhất trong lịch sử hình thành và phát triển của P Network. Chúng ta đã trải qua những ngày P Day 14 tháng 3, ngày P Today 28 tháng 6. Các tính năng mới được update liên tục trong năm nay. Và bậc thềm Open Mainnet mà P sắp bước tới. Có lẽ vì vậy mà giá của Pcoin đã bật tăng cực mạnh trong thời gian vừa qua. Nếu đầu tháng 10 giá chỉ ở vùng 10.000 đồng trên một pi, thì vào tháng 11 này, giá Pcoin đã chạm tới ngưỡng 22.000 đồng. Tức là mỗi pi, người dùng đã mua ở mức 10.000 đồng sẽ lời tới 12.000 đồng một pi, tương ứng với mức lời trên 100% chỉ trong vòng 3 tuần. Trên sàn giao dịch Pbridge, mức giá Pcoin đã có lúc đạt tới 1 đô trên một pi, tức 25.000 đồng. Đây cũng là lần Pcoin tăng giá sốc và mạnh nhất từ trước đến nay. Đặc biệt, mức tăng cực mạnh này chỉ diễn ra trong khoảng một tuần. Sau đó thì mức giá đã dần hạ nhiệt nhưng vẫn duy trì trên mức 20.000. Điều thú vị hơn nữa về giá của Pi trong giai đoạn này là diễn biến của giá đã không còn giống như những năm trước. Vào tháng 12 năm 2022 và 2023, mức giá của Pcoin đã giảm sâu tương ứng về vùng 5.000 đồng và 11.000 đồng. Tuy nhiên năm nay, chúng ta sẽ không còn cơ hội mua Pi ở vùng giá thấp như vậy nữa. Kỳ vọng vào mainnet mở sẽ giúp Pcoin tiếp tục chào đón một đợt sóng tăng giá mới trong những ngày cuối năm 2024 và chúng ta sẽ chào đón năm 2025 với một tương lai tươi sáng hơn cho P Network. Như vậy là chúng tôi vừa tổng hợp lại thông điệp từ Pcoin Team quanh sự kiện Pfest cũng như tổng quan về thị trường Pcoin trong những tháng cuối năm. Bạn có cho rằng Pfest sẽ còn kích hoạt Pcoin đi vào kỷ nguyên thương mại điện tử hay rộng lớn hơn là đưa Pcoin đi vào một tương lai khi Open Mainnet xảy ra? Hãy để lại cảm nhận ngay bên dưới để thảo luận cùng chúng tôi. Nếu thấy video hữu ích, các bạn hãy subscribe, like, share để lan tỏa thông điệp đến với cộng đồng, giúp mọi người hiểu thêm về dự án P Network và giao dịch an toàn. CryptoLickVent rất vui khi được cùng các Pioneer đồng hành và khám phá P Network trong suốt thời gian vừa qua. Cảm ơn cộng đồng đã tin tưởng và ủng hộ kênh. Xin chào và hẹn gặp lại trong các video sau.